làm giờ như thế. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, không ít AI đã ra đời, nhưng để nói về một cái tên tạo ra sự kỳ vọng của hàng triệu người vào công nghệ trí tuệ nhân tạo thì chắc chắn đó là ChatGPT. Mô hình AI sáng tạo hay là AI sản sinh của OpenAI được đào tạo để trò chuyện với con người như đời thực. Các cái viết của tạp chí Fortune cho rằng ChatGPT đã đem đến một cuộc cách mạng. Trong khi thì tờ Washington Post nhận định rằng năm 2022 là năm mà AI đang trở thành con người. Tại Việt Nam, AI này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trên mạng xã hội và các diễn đàn học thuật, các bài luận, đoạn văn, cuộc trò chuyện với ChatGPT cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Câu hỏi, AI đã thay thế được con người? Làm thế nào để khai thác các giá trị tích cực và thận trọng với các mặt trái của AI? Nên hành xử như thế nào trước những ứng dụng trí tuệ nhân tạo như ChatGPT? Chúng ta sẽ cùng thảo luận vấn đề này trong chương trình Góc nhìn ngày hôm nay với chủ đề AI khuynh đảo thế giới. Và xin được giới thiệu với quý vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đầu tiên thì xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình. Xin chào MC Vân Trang, xin chào quý vị khán giả của chương trình. Vâng ạ, và trước khi đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin mời Phó giáo sư tiến sĩ cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi vừa thực hiện. ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo do công ty công nghệ OpenAI phát triển. Xuất hiện vào cuối tháng 11 năm 2022, nhưng sau 40 ngày ra mắt, ChatGPT đã đạt 10 triệu tài khoản đăng ký trên toàn cầu. Ứng dụng AI này được đào tạo để đưa ra câu trả lời giống một cuộc trò chuyện với người thật. Về cơ bản, việc của nó là viết ra điều bạn đã yêu cầu nó. Điều này giống như một phép màu vậy. Tại Việt Nam, ChatGPT và OpenAI liên tục nằm trong top từ khóa được tìm kiếm nhiều. Và siêu AI này cũng trở thành chủ đề phổ biến trên mạng xã hội Facebook. Nó sẽ đem lại những sự thuận lợi trong cuộc sống và trong tất cả các lĩnh vực. Còn đối với cả ngành nghề của mình thì lúc đầu cũng sẽ là lo sợ, bởi vì làm mọi thứ có cảm xúc hơn, có chuyên môn hơn, có sâu sắc hơn thì mới có thể trụ được ở trong cái thị trường nó rất là phức tạp. Mình nghĩ rằng là những cái công nghệ này nó luôn là những người bạn, một người trợ thủ đắc lực cho con người hơn làm việc và thay thế hoàn toàn con người. Thậm chí, các hình thức mua bán tài khoản ChatGPT nở rộ. Các dịch vụ lập tài khoản ChatGPT hoặc cho thuê tài khoản với mức giá dao động từ 10.000 cho đến 200.000 đồng. Loạn giá, thậm chí là lừa đảo chiếm đoạt, lợi dụng sự tò mò với AI ChatGPT. Cá nhân mình thì mình nghĩ là mình không sẵn sàng trả một mức phí như vậy. Tại vì là với cùng một tính năng đấy, nhưng mà cái ChatGPT nó chưa thực sự có một cái gì nó gọi là nổi trội hơn hẳn. Trả lời của ChatGPT có thể nó sẽ tạo ra những cái ý kiến nó mang tính thiên kiến và nó có thể gây ra tranh cãi. Và về mặt công nghệ mà nói thì khi dữ liệu nó thiên về cái gì thì cái câu trả lời nó sẽ thiên theo cái hướng đó. Mặc dù có hạn chế nhưng mà nó vẫn có cái ảnh hưởng nhất định. Áp lực thành công của ChatGPT đang buộc các công ty lớn về AI như Google, Microsoft, IBM, Facebook chấp nhận hạ tiêu chuẩn đạo đức ngành xuống để theo kịp cuộc đua mà họ bất ngờ bị bỏ lại phía sau. Vâng ạ, thông qua phóng sự vừa rồi thì Phó giáo sư có thể thấy rằng là ChatGPT đang gây nên một cái cơn sốt toàn cầu và tại Việt Nam thì cũng không ngoại lệ. Và ngay bây giờ thì ông có thể thực hiện một cái cuộc thử thách đó là trò chuyện với ChatGPT ngay lúc này được không ạ? Tôi sẽ có hai câu hỏi cho ChatGPT, công cụ thông minh này. Thứ nhất là câu hỏi hoàn toàn thuần túy về công nghệ. Đó là ChatGPT hãy nêu cái công nghệ lõi nổi bật của mình. Vâng ạ, xin mời ChatGPT ạ. ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ dựa trên công nghệ Transformer được huấn luyện bởi OpenAI. Công nghệ Transformer được xem là một trong những công nghệ lõi nổi bật của ChatGPT vì nó cho phép mô hình hoạt động một cách hiệu quả và chính xác trong việc hỗ trợ trả lời câu hỏi, hoạt động tự động và viết văn bản mới. Vâng ạ, và câu hỏi thứ hai là gì? Và câu hỏi thứ hai sẽ là mang cái xúc cảm nghệ thuật. Đó là ChatGPT hãy nêu cảm nhận của mình đối với câu thơ trong Chuyện Kiều, câu thơ rất nổi tiếng. Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu trả lời. Câu thơ trong Chuyện Kiều, cỏ non xanh tận chân trời, cành lê điểm trắng một vài bông hoa tạo ra một hình ảnh tượng trưng cho sự trẻ trung, tươi cảm và tươi mát. Cỏ non xanh tận chân trời tạo ra một cảm giác tràn đầy sức sống và sức mạnh,
trong khi cành lên trắng điểm một vài bông hoa tạo nên sự tinh tế và tình cảm. Cảm nhận của tôi về câu thơ này là nó tạo ra một cảm giác đầy sức sống và tình cảm giống như một cuộc sống trẻ trung và tươi cảm. Nó cũng tạo ra một cảm giác tự nhiên và giản dị. Vâng ạ, chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây thì chúng ta đã nhận được câu trả lời của ChatGPT và một câu trả lời với văn phong tiếng Việt mượt mà. Và với tôi thì khá là ấn tượng. Thế còn đánh giá của Phó Giáo sư Tiến sĩ thì sao ạ? Cá nhân tôi thì tôi thấy sự đánh giá thứ nhất là câu hỏi thứ nhất của tôi. Nó nặng về công nghệ. Và ChatGPT đưa ra một kiến thức rất khá tổng quan, rất mượt, rất đời thường và rất giống người. Câu trả lời thứ nhất là liên quan đến công nghệ lõi về của ChatGPT thì nó cũng nêu ra một cái kiến thức khá chung chung. Tất nhiên là tôi ở khía cạnh tôi là chuyên gia về công nghệ thông tin về cái lĩnh vực này. Tôi hiểu, tôi cần tìm hiểu sâu hơn, nhưng mà đối với đại chúng thì cái câu trả lời này tương đối chấp nhận được. Tức là giới thiệu về công nghệ cơ bản của nó. Generative Pre-trained Transformer, tức là GPT đó. Có nghĩa là cái việc chuyển công cụ chuyển đổi mô hình số tự sinh mà dữ liệu được đào tạo trước. Thì câu hỏi thứ hai là tôi thực ra đây là một cái thể hiện ra là về sau sẽ thể hiện nó chính là cái hạn chế của công cụ AI, không chỉ ChatGPT mà kể cả sau này những công cụ của nó thông minh hơn, kể cả những phiên bản cấp sau thông minh hơn so với ChatGPT, đó là cái dung cảm nghệ thuật. Thì công nghệ AI nó là không thể hiện được việc đó. Nó hiểu, và hiểu ở đây nó hiểu theo nghĩa đen, tức là cỏ non xanh tận chân trời, nó mô tả cái câu đấy nghĩa là gì, một cái cánh đồng cỏ màu xanh rất là rộng. Và câu thứ hai là cành lê trắng điểm một vài bông hoa, nó mô tả sự tinh khiết trắng điểm mà. Thế là nó sự tinh khiết, tôi nghĩ đây là nó đã hiểu tương đối về mặt ngữ nghĩa. Nhưng mà sự liên dung cảm, cái sự liên tưởng về không cảnh chung thì nó không có. Là mô tả đây theo hiểu nghĩa đen, và tôi thực ra đấy, cái đây chính là một cái mà tôi cũng cảm nhận, cảm phục ChatGPT, nó đã hiểu mức độ ngữ nghĩa của ngôn ngữ. Thì cái đấy là cái dung cảm thì nó không có, và tôi sẽ bàn sau, tức là hạn chế của AI và cũng như công cụ sau này và công cụ thông minh sau này nó sẽ chỉ là những cái hiểu biết về mặt ngữ và về mặt ý nghĩa bình thường thôi, chứ sự dung cảm liên tưởng giống như cái sự sáng tạo của nghệ thuật và sáng tạo trong của con người thì nó thiếu. Mà cái đấy thì chắc chắn là sau này ChatGPT hoặc là các công cụ AI thông minh hơn cũng không bao giờ có. Tôi khẳng định việc đó. Thưa ông, như chúng tôi cũng đã chia sẻ thì AI cũng không còn là một cái điều mới mẻ với mọi người nữa, và thực sự AI đã trở thành một cái công cụ đắc lực hỗ trợ cuộc sống của con người. Thế nhưng mà ChatGPT đang trở nên là một cơn sốt. Vậy thì liệu có phải như lý do ông nói đó là bởi vì ChatGPT đang sử dụng ngôn ngữ rất là đời thực, rất là mượt mà, hầu như là không có lỗi trong văn phong nên là trở thành một cơn sốt hay không? Hay là còn có những nguyên nhân nào khác? Tôi khẳng định là trong cái cảm nhận của tôi thì đúng là ChatGPT nó đưa ra một cái sự đột phá về mặt công nghệ sử dụng ngôn ngữ. Tức là ở đây ChatGPT nếu mà đi bên sâu về bản chất, tức là OpenAI là công ty sáng tạo ra ChatGPT này, họ đã đầu tư rất là nhiều về mặt kho dữ liệu về ngôn ngữ để họ dạy cho ChatGPT để hiểu được và bạn đi sâu vào chi tiết, là họ đã đầu tư một cái hệ thống khoảng 300 tỷ từ vựng trên toàn thế giới, tất nhiên chủ yếu là tiếng Anh nhưng mà tiếng Việt cũng có một phần. Và tôi tin là cái bản chuyện chuyện Kiều cũng họ cũng đưa vào để luyện. Và đó là lại tại sao trong câu trả lời nó có hiểu cái việc đó và các ngôn ngữ khác, nhưng mà phần lớn là tiếng Anh. Và cái tri thức với cùng một câu hỏi thì các bạn sẽ thấy là tri thức mà ChatGPT trả lời bằng tiếng Anh sẽ chi tiết và đầy đủ hơn so với những ngôn ngữ khác nếu chúng ta cùng một câu hỏi, cùng nội dung hỏi. Đó thì đấy là khẳng định đó. Và ChatGPT này tôi nói là sự đột phá về mặt công nghệ ngôn xử lý ngôn ngữ, tức là ngôn ngữ nó rất là lớn, nó đào tạo cái việc hàng 300 tỷ cái từ vựng đó và nó hiểu mối liên kết giữa chúng và nó thể hiện được là văn phong thế nào, viết cho tiếng Việt hay viết cho tiếng Anh hoặc là các bất cứ ngôn ngữ nào khác rất là mượt mà, giống như một cái tôi nghĩ là trình độ ngang một sinh viên đại học trong cái văn phong của nó. Đấy là sự cái điểm nổi trội, có đằng sau nó so với các cái ngôn ngữ khác, cho những công cụ thông minh khác như chúng ta hiện nay đang dùng. Hiện nay phổ biến chúng ta muốn làm khai thác thông tin, tìm thông tin trên môi trường Internet thì là dùng Google Search. Và Google sẽ xếp hạng các cái thông tin đó dựa theo cái quan điểm của phần mềm của Google. Đó là cái nào lên trước, cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, cái nào ưu tiên lên trước. Nhưng mà và ở trong đó thì Google nó có sự ưu tiên cho những cái tài trợ, những tài quảng cáo. ChatGPT nó không chỉ có vậy, nó sẽ có một con ngữ tôi vừa nói là 300 tỷ từ vựng, từ rất nguồn tài liệu của họ cập nhật đến năm 2021. Và chúng ta tra những cái thông tin đó thì ChatGPT nó tự tìm ra cho chúng ta. Nhưng mà nó không chỉ như vậy, nó lại giúp chúng ta lựa chọn thông tin nào phù hợp.
Nó khác với Google, Google chỉ đưa chúng ta và chúng ta phải tự lựa chọn. Tức là Google là cái mặc dù là hiện nay là công cụ thông minh và phổ biến chúng ta tin cậy nhất, nhưng là Google chỉ làm đến đó thôi. Và đẩy cái việc lựa chọn thông tin nào phù hợp là chủ chúng ta, người dùng. Nhưng mà ChatGPT nó lựa chọn hộ chúng ta. Trong 100 hay 1.000 cái tài liệu đó, ChatGPT nó tìm ra được khoảng cỡ 50 tài liệu phù hợp, cảm thấy là phù hợp theo đánh giá của nó. Và sau đó nó sẽ tự tổng hợp nội dung của 50 cái đó hoặc là 100 cái tài liệu đó thành một cái tài liệu trả lời cho mình. Và từ cái thông tin tổng hợp đấy nó tự viết ra theo cái văn phong mà chúng ta đã hết sức khâm phục nó đấy, là viết hết sức mượt mà. Như vậy rõ ràng là ChatGPT nó đột phá hơn so với Google, tìm kiếm Google Search. Tức là không chỉ tìm kiếm trên kho dữ liệu rất lớn, nó lại tự lọc ra cho chúng ta cái nào phù hợp trong cái tài liệu, danh mục tài liệu đã được tìm ra, tự tổng hợp trong cái những thông tin trong đó, tìm những cái tài liệu phù hợp tổng hợp ra và dựa trên thông tin tổng hợp đấy nó viết ra cho chúng ta. Tức là nó rõ ràng đấy là sự đột phá của ChatGPT so với Google Search Engine, và đấy là tại sao lý do là mọi người rất là đam mê, rất là thích thú với cái sản phẩm này. Vâng ạ, tức là từ việc là chỉ tổng hợp cho chúng ta một danh sách thông tin để cho chúng ta tự lựa chọn thì bây giờ lại có thể lựa chọn cho chúng ta và tổng hợp cho chúng ta và viết ra. Vâng ạ, và dựa trên là cái điều đó là phù hợp với chúng ta, đúng không ạ? Và có lẽ bởi vì những cái lý do càng ngày càng thông minh của AI như vậy mà có một số những cái ý kiến cho rằng lo ngại về việc là AI có thể làm ảnh hưởng tới thị trường lao động. Vậy thì theo đánh giá của phó giáo sư tiến sĩ thì liệu chatbot này có thể thay thế một số những cái công việc có tính chuyên môn cao và trở thành một công cụ kiếm tiền đáng giá không thưa? Để như tôi vừa nói, tức là tôi lấy hai cái ví dụ thử vừa rồi. Thứ nhất là hoàn toàn công nghệ, là câu hỏi thứ nhất về công nghệ lõi của ChatGPT, nó chỉ cung cấp cho ta một cái thông tin rất là chung chung. Với đại chúng thì đó là thông tin đấy chấp nhận được. Nhưng với cá nhân chúng tôi, những chuyên gia chuyên sâu vào trong lĩnh vực này, thì đó thông tin đấy rất là cơ bản và hoàn toàn là cái giá trị nó không cao bởi với chúng tôi. Đó. Tương tự như vậy, ở câu hỏi thứ hai liên quan đến yếu tố dung cảm về đánh giá nghệ thuật, thì ChatGPT nó hoàn toàn nó chỉ hiểu nghĩa đen của cái từ cỏ non hay là chân trời hay là cành lê hoặc là màu trắng thôi. Nó chỉ hiểu nghĩa đen thôi và nó chỉ đến mức đó. Thì đó là cũng là chỉ trình độ của những em học sinh về cảm thụ văn học, chắc là lớp 5 tiểu học của Việt Nam. Đó. Thế thì chắc chắn là Vân Trang có thể thấy nó sẽ không thể thay thế được. Kể cả sau này chúng ta có luyện ChatGPT thông minh hơn với số lượng dữ liệu nhiều hơn thì nó không thể dung cảm được như những nhà văn hoặc là những nhà phê bình văn học. Hay là bên phía chúng tôi, những chuyên gia sâu về công nghệ thông tin hoặc là công nghệ số, chúng tôi không thể dùng những cái kiến thức sơ bộ như vậy. Nhưng mà thực ra cái điều này nó sẽ giúp cho việc nó thay thế cho những công việc có trình độ phổ thông, kiến thức phổ thông, thì nó thay thế hoàn toàn được. Tôi tin là ChatGPT nó thay thế và hỗ trợ cho những người làm việc những cái trình độ sơ phổ thông, kiến thức cơ bản, thì nó sẽ giúp được và thậm chí nó thay thế được những người làm cái việc như đó. Và đúng như ông chia sẻ thì có một cái số lượng tiền rất là lớn, nguồn vốn rất là lớn để đầu tư cho ChatGPT và họ sử dụng tiếng Anh là thuần thục hơn so với tiếng Việt, đúng không ạ? Chính vì thế mà có một vài những cái câu chuyện như sau, đó là theo khảo sát sinh viên Stanford thì có 17% người đã sử dụng ChatGPT để lấy ý tưởng và sao chép y hệt nộp bài. Hay là tại Nga thì một sinh viên cũng đã dùng ứng dụng này để viết luận văn tốt nghiệp chỉ sau 23 tiếng đồng hồ. Tại Việt Nam thì nếu như mà phần mềm này đã được hỗ trợ và đầu tư nhiều hơn cho tiếng Việt thì giáo dục Việt Nam sẽ bị tác động ra sao nếu như điều này xảy ra? Cái này thì chắc chắn là như tôi vừa nói, nó có tác động cả hai mặt, mặt tích cực và tiêu cực. Mặt tích cực ở phía cạnh người sử dụng là sẽ tiện ích rất nhiều. Thay vì chúng ta cô giáo, thầy giáo giao cho sinh viên học sinh phổ thông viết một cái bài tập hoặc một bài văn liên quan một vấn đề nào đó, hoặc một báo cáo liên quan một bài luận liên quan một vấn đề nào đó, thì người đó sẽ phải, nếu một cách truyền thống như hiện nay chúng ta làm đã tiện ích rất nhiều, gồm Google tìm ra, sau đó chúng ta tổng hợp lại, từ lựa chọn những tài liệu thích hợp, sau đó tổng hợp lại, sau đó viết ra, thì bây giờ hầu như khâu đó là ChatGPT đã làm xây dựng tạm cho chúng ta rồi, và người dùng sẽ rất tiện ích, hầu như là không phải đụng chạm gì những khâu sau. Và với những người tâm huyết bỏ công bỏ sức thì có thể tinh chỉnh trên cái tài liệu mà Google đã viết hộ đó. Tôi nghĩ là công đoạn hiện nay là như vậy, thì đấy là cái tiện ích cho người dùng. Nhưng mà một cái mặt tiêu cực, mặt trái của nó chính là người dùng sẽ không đầu tư thời gian. Tại vì thực ra là trong quá trình ta tìm kiếm thông tin, chúng ta lựa chọn thông tin, ta tổng hợp thông tin và viết cái từ những tài liệu thông tin tổng hợp đấy, đó là chúng ta học cho bản thân. Và kiến thức sẽ thẩm thấu vào đó. Thẩm thấu và chúng ta qua nhiều lần như thế sẽ thẩm thấu. Nhưng mà nếu mà chúng ta ủy thác lại hết tất cả cái việc đó cho ChatGPT thì hầu như là chúng ta không động lại trong chúng ta cái gì, vì thực ra là kiến thức nó cần cái thời gian tiếp thu và thẩm thấu nhiều lần.
kiến thức hôm nay đọc tài liệu này một lần không đọc, lần thứ hai không đọc không được, nó cứ thẩm thấu dần dần thì nó sẽ vào kiến thức vào trong người chúng ta và trong bộ nhớ và não bộ của con người. Nhưng mà nếu mà học sinh và sinh viên mà tiện bây giờ họ chỉ cần làm một cái ChatGPT họ hỗ trợ thì chỉ trong vài như Văn Giang vừa nói là chỉ trong kể cả một khóa luận đại học với trình độ như thế mà chỉ trong 2-3 tiếng sử dụng anh ta ngồi và ChatGPT viết hộ cho anh ta gần như một khóa luận hàng 50-70-100 trang thì chính là một cái gần như là tôi tin là cái anh sinh viên đó hầu như là không tiếp nhận được cái kiến thức gì trong cái bài và cái tài liệu anh ta để mà ChatGPT hỗ trợ anh ta. Dạ vâng, rõ ràng là còn nhiều điều mà chúng ta cần phải bàn đến. Và thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Thắng, thưa quý vị và các bạn, ChatGPT đã gây không ít bàn luận xung quanh khả năng, thách thức và những nguy cơ mới. Trong lĩnh vực giáo dục thì ChatGPT không chỉ làm thay đổi các quá trình dạy học cụ thể mà còn khiến cho các nhà giáo dục bắt đầu phải nhìn nhận lại, định hình lại việc dạy học. Và hiện nay thì nhiều trường học ở Mỹ, Úc đã cấm học sinh sử dụng ChatGPT và một số chatbot AI khác có khả năng tạo lập văn bản như là bài luận hay là bài kiểm tra. ChatGPT là chủ đề chính được bàn luận trong tiết học này. Nhiều sinh viên tỏ ra ngạc nhiên, thích thú trước khả năng của chatbot AI này. Dựa trên những cái từ khóa thì nó có thể trả lời một cách rất chính xác và tổng hợp rất nhiều nguồn, rất hay để trả lời các câu hỏi cho sinh viên. Dựa trên cái phần ở trên Google ấy, thì nó sẽ tạo cho mình một cái sườn để mình có thể dán ra một cái bài hoàn chỉnh. Trên thế giới, hãng tin ABC News dẫn thống kê của tạp chí điện tử Intelligence cho biết, trong 1.000 sinh viên thì có gần 60% sinh viên sử dụng chatbot trong hơn một nửa số bài tập và 30% sử dụng ChatGPT để làm bài luận. Tại Australia, cũng mới ban hành lệnh cấm sinh viên tại các bang này truy cập ChatGPT tại trường học. Theo giới nghiên cứu tại Việt Nam, ChatGPT ra đời buộc các trường phải bắt buộc chuyển đổi và thích ứng theo xu thế phát triển của công nghệ để vừa phải khai thác thế mạnh của công nghệ, vừa phải đào tạo ra những con người có năng lực thích ứng và làm chủ công nghệ. Là giáo viên có thể sử dụng nó như là một cái công cụ tích hợp trong cái quá trình dạy học để khuyến khích người học đặt câu hỏi, khuyến khích tìm kiếm những câu trả lời đa dạng và trên cơ sở đó thì lại tiếp tục thúc đẩy cho người học có những cơ hội để đánh giá lại những cái ý kiến, đánh giá lại những cái câu trả lời. Mới đây, VNUNI cho biết sẽ sớm đưa ChatGPT vào chương trình giảng dạy. Hay tại Singapore, Bộ Giáo dục nước này thông báo họ sẽ trang bị cho các học sinh sinh viên các kỹ năng sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo AI như ChatGPT một cách có trách nhiệm. ChatGPT giống như một chiếc máy tính để học toán. Tuy nhiên, ChatGPT chỉ có thể trở thành công cụ hữu ích cho việc học khi học sinh đã nắm vững được các khái niệm cơ bản và kỹ năng tư duy. Trở lại với cuộc trò chuyện thì đúng như chúng ta thấy rằng là có nhiều vấn đề cần phải bàn tới và rõ ràng là việc sử dụng công nghệ để làm thế nào mà ứng dụng trong ngành giáo dục là một điều mà chúng ta không thể nào đảo ngược lại được rồi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng cái công cụ AI này trong lĩnh vực giáo dục một cách có hiệu quả, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ? Thực ra thì chúng ta phải xét cái tác động của nó gì góc độ việc và tích cực nó sẽ tạo tiện ích cho chúng ta, cho học sinh, cho sinh viên khi triển khai công việc. Nhưng mà kèm theo đó thách thức là cho thầy cô giáo làm thế nào đánh giá được cái sản phẩm đấy là do cái sinh viên hay học sinh đó họ làm. Nó đòi hỏi một kỹ năng khác, tức là bản thân thầy cô giáo, các trường đại học sẽ phải nâng cao hơn khả năng đánh giá của mình. Một học sinh đưa lên một bài luận, một bài báo cáo 5 trang hay 10 trang, nhưng anh sinh viên ở Nga kia anh đưa ra một cái khóa luận tốt nghiệp của anh ta 100 trang. Chúng ta có thể nhặt ra một số thông tin và yêu cầu anh ấy chỉ dẫn là cái nguồn này anh trích dẫn từ đâu. Nếu mà anh ấy không phải của anh ấy viết và anh tờ ChatGPT thì anh ta không thể biết được tại sao anh có ý tưởng này. Đó. Thì đấy là cái việc mà thầy cô sẽ phải có khả năng thẩm định và yêu cầu của anh phải trích dẫn nguồn gốc. Tại sao anh có thông tin này, tại sao anh nói là tại số liệu này, ví dụ kinh tế Việt Nam hoặc là công nghệ này nó như thế này. Thì tại sao anh lại nó có như thế trong cái tài liệu của anh? Anh trích dẫn nguồn ở đâu? Do anh nghĩ ra hay là anh lấy nguồn ở đâu? Phải có cái cụ thể. Thì cái đó là cái nghệ thuật và cái trình độ phải nâng cao của giáo viên và có các thầy cô giáo trong tương lai. Tôi nghĩ thế để đảm bảo là chống đạo văn. Dạ. Cái việc đấy chống đạo văn và chống nhờ vả và công cụ thông minh. Đấy là cái yếu của ChatGPT là những tài liệu nó ra nó không có nguồn trích dẫn. Những cái điều mà ông chia sẻ thì cũng khiến tôi nhớ tới một cái câu nói mà cứ mỗi khi nhắc tới AI thì không chỉ các chuyên gia mà mọi người cũng hay có một cái câu nói là mình làm chủ công nghệ hay công nghệ làm chủ mình. Vậy thì theo đánh giá của ông, các học sinh sinh viên tại Việt Nam liệu có thể sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ trong việc học tập được không ạ? Đúng rồi, tôi nghĩ đấy là cái tiện ích nó sẽ hỗ trợ được. Tức là như vậy thì
từ trước đến nay nếu mà chúng ta muốn làm một cái công việc gì, chúng ta phải tìm kiếm trên thông tin trên mạng, tổng hợp, lựa chọn cái thông tin phù hợp, tài liệu phù hợp, tổng hợp nó và viết nó ra. Thì bây giờ ChatGPT nó dựng tạo, nó làm hầu như tự động cho chúng ta trong cái tất cả các khâu đó, thì sẽ nhẹ gánh cho sinh viên và cho học sinh làm công trong công việc của họ. Nhưng mà chúng ta phải yêu cầu sinh viên cũng phải bản thân là phải tự hiểu được là nó lấy từ đâu. Chúng ta phải yêu cầu học sinh phải nâng tầm của họ lên, cũng như là thầy cô phải nâng tầm của thầy cô lên, thì học sinh phải nâng tầm lên để làm chủ cái kiến thức mà ChatGPT trả lại cho chúng ta. Chứ không phải là chúng ta đưa cho ChatGPT làm xong rồi cứ thế một cái vài chục trang báo cáo ta gửi lại cho thầy cô. Vì cái đấy nó, thì tôi quay lại câu chuyện là kiến thức nó sẽ không lên nếu mà chúng ta dựa hoàn toàn vào công nghệ. Và học sinh sinh viên trong quá trình này chúng ta có sự hỗ trợ công nghệ nhưng mà chúng ta làm chủ nó. Và thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì tôi thấy rằng là chúng ta thì không thể biết trước được tương lai, nhưng mà khả năng rằng là công nghệ sẽ tạo ra một cái cuộc chuyển đổi rất là lớn trong việc giáo dục, trong ngành giáo dục. Vậy thì theo ông liệu rằng là trong thời gian sắp tới thì lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và sẽ khiến cho nhiều cái mô hình trường học, không chỉ là mô hình trường học không mà nhiều cái cách đào tạo truyền thống sẽ bị loại bỏ không ạ? Đúng thế, tôi tin là cái cách giáo dục chúng ta phải thay đổi. Vì gì chúng ta từ xưa đến nay như giáo dục phổ thông của Việt Nam, tôi nghĩ là chúng ta luôn có một câu là tiên học lễ, hậu học văn. Lễ ở đây chính là nó liên quan đến việc đạo đức, về văn hóa ứng xử, về cảm xúc. Thì cái đấy thì AI nó không thể dạy được. Chúng ta không dạy AI được. AI bởi bản chất chúng ta là AI chính là cái chúng ta nên dạy đứa trẻ mà nó luyện được. Và từ một đứa trẻ từ bé đến lớn, vừa càng nhiều kiến thức chúng ta dạy huấn luyện nó thì nó sẽ càng lớn dần. Thì cái nó không có khả cảm xúc, không có biết phân biệt thế nào đạo đức đúng sai. Nó chỉ biết kiến thức, nó có những chữ này, có từ này trong kho dữ liệu của nó và nó trích dẫn ra, nó liên kết với nhau thế thôi, chứ nó không có cảm xúc cái chuyện đó. Thành ra cái việc lễ chúng ta là vẫn phải đào tạo giữ cái bản sắc văn hóa của Việt Nam, cái đấy là đương nhiên. Cái phần thứ hai là văn. Học văn chính là kiến thức, chúng ta truyền đạt kiến thức. Thì từ xưa đến nay giáo dục truyền thống Việt Nam là dạy kiến thức nhồi nhét. Hiện nay hiện trạng là chúng ta bị cảm giác nhồi nhét kiến thức học sinh rất là nhiều. Thì bây giờ có những công cụ này, chúng ta thay vì nhồi nhét kiến thức thì chúng ta là có cách khai thác kiến thức, khai thác tìm hiểu kiến thức phù hợp, được dạy kỹ năng cho học sinh, cho sinh viên là làm thế nào là khai thác thôi. Tức là mọi thứ trên mạng nó có khá rất là nhiều rồi. Google nó sẽ giúp chúng ta tìm ra những tài liệu phù hợp. Rồi sau này kể cả ChatGPT nó sẽ lựa chọn giúp chúng ta, tổng hợp giúp chúng ta và viết thay chúng ta. Đúng, chúng ta có thể là có những việc đó và nó hỗ trợ. Thì việc của học sinh, sinh viên bây giờ là làm chủ những cái thông tin đấy. Làm thế nào biết là tại sao hệ thống nó ra được những cái thứ như vậy và nguồn nó lấy từ đâu đó. Thì bây giờ chúng ta là dạy cách khai thác, tìm hiểu, xây dựng thông tin cho mục đích công việc chúng ta. Việc thứ hai là chúng ta biết đánh giá nguồn gốc của thông tin. Thì đấy là làm chủ cái việc đó. Thông tin đấy thậm chí có thể thông tin không có hại, thông tin xấu, thì học sinh, sinh viên phải biết lựa chọn đấy, kỹ năng biết lựa chọn thông tin thế nào cho phù hợp đó, và đánh giá và tổng hợp nó. Thì đấy là cái mà bây giờ sẽ nặng về đào tạo về kỹ năng và sử dụng công nghệ, giúp công nghệ nó giúp những công nghệ như ChatGPT hoặc Google Search Engine nó giúp cho chúng ta phục vụ công việc và giảm tải cái thời gian làm việc kia. Và thay vì đó chúng ta nâng cái tầm của học sinh, của thầy sinh viên, của thầy cô giáo lên để quản lý những thông tin đó một mức độ cao hơn và đánh giá chúng thế nào là đúng là sai. Vâng, thì đấy là cái là cái gọi là quan điểm giáo dục chúng ta phải thay đổi. Và chúng ta tập trung vào chất lượng. Chất lượng. Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ, thưa quý vị và các bạn, đúng như những gì mà chúng tôi vừa chia sẻ trong cuộc trò chuyện vừa rồi, mặc dù chưa biết 20 năm nữa thì công nghệ sẽ phát triển đến đâu, nhưng mà đi kèm với phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI là hàng loạt những thách thức không dễ để chúng ta có thể giải quyết, đặc biệt là thách thức về mặt pháp lý, xã hội. Nhiều dự báo chỉ ra rằng ChatGPT sẽ xuất hiện một số vấn đề cần sớm được giải quyết như là thông tin sai lệch, thông tin trái chiều cần kiểm chứng, các chủ đề gây tranh cãi hay là lỗ hổng tấn công an ninh. Mời quý vị hãy cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia. Hiện giờ thì ChatGPT gần như là chưa được tích hợp dữ liệu cá nhân. Đa phần những cái tri thức của ChatGPT thì đều là những cái tri thức phổ biến công khai trên Internet, chưa được tích hợp dữ liệu cá nhân. Nhưng trong tương lai, nếu mà những cái phần mềm kiểu như vậy được tích hợp dữ liệu cá nhân thì nó có thể giả dạng mọi người, nó có thể lợi dụng dữ liệu cá nhân để làm rất nhiều công việc và nó có thể sinh ra rất nhiều mối nguy hại mới. Trong tương lai thì chúng ta phải hoàn thiện cái hệ thống, cái công cụ pháp luật liên quan về bảo hộ dữ liệu, tức là data protection, cũng như là bảo hộ cái thông tin cá nhân.
Và xa hơn nữa thì tôi nghĩ rằng là các nhà lập pháp sẽ phải đưa ra những cái quy định, trong đó quy định cái nghĩa vụ của người sử dụng trong việc đảm bảo tính xác thực, tính chính xác và tính hợp pháp của thông tin đầu vào. Làm thế nào để chúng ta có một cái có một cái trí tuệ thông minh mà nó gọi là có đạo đức nhất, thì đây cũng là một cái câu hỏi rất là lớn đặt ra cho các nhà phát triển. Thì trong đó thì chắc là tôi sẽ chỉ đề cập đến một vấn đề khá là nhỏ trong cái khái niệm đó, đấy là về cái tính bảo mật tính riêng tư. Thế vậy khi mà chúng tôi hỏi con ChatGPT chẳng hạn, bạn có thể lấy được thông tin cá nhân của ai đó không? Nếu mà con ChatGPT mà trả lời là có và đổ ra ngay ra đó, thì tôi nghĩ đấy là một cái vấn đề mà chúng ta có lẽ nên cần quan tâm, cần concern. Vâng ạ, đúng như ông chia sẻ, chúng ta nhìn rộng ra thế giới thì hiện nay Singapore, Bộ Giáo dục Singapore cũng đang hướng dẫn giáo viên cách sử dụng công cụ AI để nâng cao chất lượng học tập khi mà công cụ này đang trở nên phổ biến. Còn ở phía Việt Nam thì các cơ quan quản lý cần phải có động thái như thế nào và có những hành động như thế nào trước sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo như hiện nay thưa ông? Vâng, thì đây rõ ràng là công cụ hỗ trợ chúng ta sẽ ngày càng thông minh hơn, và chúng ta như người góc độ người sử dụng và những người công nghệ là những đơn vị phát triển những sản phẩm này, thì góc độ đấy là Việt Nam, các cơ quan hữu quan phải có cách thế nào để nâng tầm cái trình độ công nghệ của chúng ta. Về khía cạnh người sử dụng là sử dụng các công cụ này một cách khôn ngoan và làm chủ chúng, thì chúng ta cũng phải có cách đào tạo, vì thực ra bây giờ cũng là giai đoạn chuyển đổi số, thì các kỹ năng số bao gồm những việc là đánh chắt lọc thông tin, đánh giá cái thông tin một cách phù hợp, tránh bị xuyên tạc xấu độc trên mạng, và những cái thông tin mà do ChatGPT hoặc là những công cụ thông minh nào đưa lại, chúng ta phải dựa trên thông tin phản hồi đó chúng ta biết được bản thân cái người sử dụng nó cũng phải có cái kỹ năng đánh giá cái thông tin đấy là đúng hay sai đó. Thì đây liên quan đến vấn đề là kinh nghiệm và kiến thức của người đó. Nếu chúng ta không biết gì, chúng ta ủy thác hoàn toàn thông tin cho ChatGPT và ChatGPT đưa lại thông tin mà chúng ta cứ tiếp nhận nó như thế, thì một là chúng ta không hiểu bản chất, thứ hai là chúng ta lan truyền tiếp cái thông tin mà không phù hợp đó cho những đơn vị khác, cho những nơi khác, thì đấy là không tốt. Thì thành ra là cơ quan quản lý thứ nhất là phải đào tạo nhận thức về mặt thông tin và cái khả năng kỹ năng số. Thực ra bây giờ đã chuyển sang xã hội số rồi, những công cụ này nó tham gia hỗ trợ chúng ta trong quá trình tương tác số trên không gian giữa con người và với người với máy và trên internet, thì cái việc đánh giá kỹ năng thông tin tiếp nhận của từng cá nhân là hết sức quan trọng. Và cái này thì cái là giáo dục Việt Nam cũng hết sức quan trọng, phải tập trung vào để nâng cao kỹ năng đánh giá thẩm định thông tin tiếp nhận được cho mỗi người dân, để nâng cao cái năng lực phòng vệ về nội dung thông tin tiếp nhận từ trên thế giới số với con người. Dạ vâng ạ, như vậy là chúng ta tạo ra công nghệ và chúng ta phải làm chủ được công nghệ, không chỉ là đối với ChatGPT mà còn đối với trí tuệ AI trong cả tương lai nữa đúng không ạ? Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Thắng. Cảm ơn Vân Trang, cảm ơn quý vị khán giả chương trình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy ChatGPT là bước đột phá của trí tuệ nhân tạo, có tác động cả tích cực và tiêu cực. Người dùng cần khai thác các giá trị tích cực và thận trọng với các mặt trái. Trong khi đó thì cơ quan quản lý cần sớm nghiên cứu và ban hành các khuôn khổ pháp lý liên quan, bảo đảm việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các công việc một cách tường minh và có trách nhiệm rõ ràng. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.